chợ Vân Phúc nhé. Sáng tháng 5 rét căm căm như là sắp Tết, lạ quá, thời tiết lạ như bây giờ như con người, thời tiết lạ như con người. Chính ra bây giờ những cái gì mà bình thường theo lẽ thường thì nó lại tạo thành lạ, những cái gì là bình thường. Bởi thế nó như vậy, quan trọng là thôi đi chợ các bác nhé. Mà chợ có vẻ đông, cây đèn có không không biết nhưng mà có vẻ đông. Tiền hạt bác? Mấy tiền đấy bác? 1.200.000. Đây à? Đây là mua 6 triệu trong. À lại lại bán hộ ông kia đúng không? Không, dùng thẳng lên anh ạ. À? Hả? Lại bán hộ ông kia. Ủa đây. À đi. Tiền hạt đấy anh về cho. Thì con kia. Con kia bao tiền? Cứ để 2.500.000. Đấy mua lại của nó chú bà hạt rồi. Bên này ngay là mua 6 triệu. Bên này vậy. Cúc ghế. Cất với em rồi anh. Vừa giả 900.000 lại 1.500.000 vậy. Khổ sở. Vào đầu tiên nó 1.500.000, giả mua nửa, mua cũng ghê. Bây giờ bán bao nhiêu? Không, em bán được nào. Em nói thật, tưởng là gần như kiểu con bò. 700.000 cũng ghê, biết sống bán được. Người ra đây ngậm nghìn cái người ta bảo cái này được. 700.000 lại nó 700.000 thì mua lại được cái này ở đâu nó ra. Nó mong lên từ từ cơ bản là ngày xưa tốt um nên nó bị che nó tối về là nuôi lại sáng. Cái này trông như cái răm này như không phải răm điền nhỉ? Ai bảo năm điền, nó là năm điền nai. Năm điền nai. Đấy là năm điền xịn thế này. Nó là cây như là năm điền xịn này. Ra là năm điền nó khác hẳn năm điền xịn. Cái này nó để dùng quá thế không? Cái thân vỏ nó như thế này. Cây xanh nhiều người họ cây cái gì? Bạn ngồi nước. Cây xanh nhưng mà lại là dáng của cây cái tùng à? Dáng cổ không biết tử. Là đất là đỏ. Có đủ em ta làm chứ? Không có đủ. Tiện đâu có năm trăm. Cái giảng tung của nó ấy mà thật. Vừa giảng lại 150.000 bán được vào. Ngay nó mua cái này 6 triệu. Thật 6 triệu giờ sửa bây giờ chú ba nó đuổi đấy. Chú ba nó vào mua lại rồi để lại. Nghe nó chuyện tí. Nghe nó cái đục vừng này làm múc được. Thế có 2 cái đục vừng đấy. Vừng rẻ mấy trăm. To này à? Vừng nữa. Giờ này lấy cây đẹp hết nhỉ. Giờ này lấy cây đẹp hết. Năm 2 cái vừng đấy, 1.100.000. Anh chưa kể 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 ở này này có cái ổi này. Ổi của anh à? Cái của ai đấy? Bao tiền đấy đại ca này, ổi này. Bao tiền? 4 triệu. Chết được đâu? Chết ra đơn cho 40 triệu. 40 triệu. 40 triệu. Nào vừa nên mai vào trong kia bọn nó lại có chép cho cái gì? Tham tiền. Sức cả xem YouTube đi. Lăng ta đấy. Lăng ta. Hôm nay không phải bánh đá mà yếu này thì yếu ở đuôi. Phùng đỏ. Đó là đến từ đâu đấy ạ? Đến từ bến xe em kia. Đến từ quê hương Hà Nội. Quê hương Hà Nội. Đây à, cây này cũng của bác à? Của Thanh Hồng.
không bán luôn. Đúng lại bán nó bán chỉ trăm đấy. Hay nhỉ. Ui ơi. Tác phẩm này là nhiều tiền đấy. Tác phẩm này 3 tiền. Đây có 1.6 triệu anh ơi. 16 triệu. Cứ thêm con số 0 nữa thì cho nó cho cây cối nó có giá tí. Nhiều khi rẻ quá người ta không thích mua đâu. Đẹp đấy. Đây, đây là thịt gà. Béo quá, béo quá, sạch sẽ. Cái này mà để rất nặng, chất da mình đen thì nó đẹp hơn. Nằm chậu lâu rồi nhưng mà dán bình thường. Quay này về xem ở đâu? YouTube, YouTube. Thôi ra nặng, chất da nó có đẹp nữa. Hai tê bọt xa. Kiểu cái xoay nó to, nó để trên. Chưa, chưa. Em nói thật anh chơi, mua cái này không để ra nặng. Em còn bạc luôn rồi. Thích đời em ở đây. Đọc đọc số của bác luôn đi, ông nào thích thì gọi luôn à. 0981 83 78 98 98. Ôi nhiều 8 quá. Có nháy. Đúng đen có nháy. Không đấy. Đấy. Nhiều biệt danh quá. Cái đa này của ai không biết. Của đấy. À kìa. 3 tiền đây. Bác. Anh chủ dư đấy. Giờ này hàng hóa ắt quá nhỉ. Giờ này không đem mấy cái hoa hiếc nữa nhỉ. À, chơi làm ăn lớn đấy. Tiền rồi. Làm ăn lớn phải thế nhỉ. Bán này nó dễ. Củ này đấy như cẩu vào hơn là bó đều vẫn thiếu á. Đấy bỏ nó mà bó ra mới cẩu thêm lên bả chứ đẹp á. Có ai đây không biết? Của Thanh Hùng. Mấy tiền bác? Thanh Hùng. Mấy tiền đây? Mấy tiền đây? 15 triệu. 15 triệu. Tay thôi. 8 má là đủ. 8 cây 8 má. Móng bóng đẹp. Một tay một người bê nhé. Cũng nặng đấy. Móng một người là một. À đây cái chậu điều nẻo đấy. Nguyên đây. Được, cái này bóng được. Sao cái này khó quá, vì cái này phải vặt lá ra. Đây, nhìn gọn đây. Chơi bóng thôi, chơi bóng thôi. Chơi bóng. Đấy, cũng bể bãi. Cũng có đấy. Đây là cái này, cái cành này, dễ thật. Dễ thật. Đẹp đấy. À, vừa rồi thấy vụ của mẹ cây là bán nhanh như mèo hết rồi. Bán cây bán cả người kìa. Hoa mận. Cô bán nội tạng không? Chỉ bán để dùng thôi đâu chứ không bán để dùng chứ không thịt. Chứ không bán thịt. Bán chỉ là một chút
đang rất khỏe đâu, đang sức khỏe đang rất tốt. Ôi ở đấy. Nặng thế chị em chịu sao được? Rồi mà lo không đã. Không phải gãy đúng không phải vừa đâu. Chị em chịu là nhiệt. Không có khoảng cây lộc cây đá à? Ở đây, ui giời, đây bác. Cây cây đá gì anh? Cây gì ạ? Cái gì được? Đây, đá đây. Đây à? Suối đây. Đá cho đây, nó đây. Trinh Vinh đi. Anh ơi, anh nhìn một con đá ông mà anh thấy được con đá ông rồi mới là khổ đấy anh kìa. Đá ông Sơn Tây đây. Ờ con này ký tài nhỉ. Sống giỏi thật. Sơn Tây Trịnh Cống đây. Đá ông đây. Đá ông đây. Tác phẩm đá ông này 3 tiền đấy. Con này là 3 tiền. Dạ. Con này 1 triệu nhỉ. 10 triệu. Tầm nhiều quá cây nó cối. Ấy quay thật mà. Để cho bà con còn biết giá thật ở anh em chưa. 1 triệu 10 triệu thì nó là cùng số 1. Đúng không? Con này thì bao tiền ạ? 3 triệu 30 triệu. 30 sỏi. Điền đấy chứ, à không phải. Xanh Hà Nội. Xanh Hà Nội. Ông phân tích bài xanh Hà Nội. Xanh Yên Nghĩa, xanh Hà Nội. Chào Phúc Kiến này. Đẹp tướng nhỉ. Còn để dưới đất là hơi khó xem. Ở đây nó nhìn cái nào. Được đấy. Cây này sao vừa nãy định cắt mà lại thôi chứ anh? Định tỉa bớt cái lá nó dài lên. Đấy. Đây là cũng của nhân nghệ nhân rõ ràng, bông tà. Cũng của nghệ nhân Hồng Đen hay gì đấy đúng không? Vâng, nghệ nhân Hồng Đen. Cái này cái túc thì cái chuẩn bị là nó phải cũng xung bên cạnh thì chưa được. Nhiều tiền không? Có hơn 3 triệu. Phải có cái xung bên cạnh. Vâng. Túc không? Ở đây thì còn cây này, cây đẹp nhất phong thôi. Của Hồng Đen. Tác phẩm du của anh. Trung dâu à? Trung dâu. Bao tiền anh? 15 củ. Đẹp đấy. Chỉ việc chơi thôi. Già, chân mẹ đẹp. 15 đồng. Anh ơi, quá đẹp. Đấy, chủ đấy. Anh lại đọc số của anh đi cho nó dễ. 09858. 09858. Rồi. 37. 37. 909. 909. Đấy. Đây. Gọi luôn nhé, không có tại vì nhiều lần đưa số lên rồi nhưng mà cũng ngày nào cũng quay lên lại phải đưa số. Gọi là trung mồm lông. Thế là đẹp nhất. Không có dâu này là có lợi lắm đấy. Chị em thích có dâu lắm. Dụ dụ cái gì đó. Có dâu là có giá hơn đấy đấy. Nhưng mà miệt xuôi được nhiều, nhiều khi tay bận là hất cằm. Tay bận là còn có dâu. Phải hất cằm. Miết xuống này mới. Đang chiến đấu này em bỏ chạy. Để sang góc khác.